Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 10, tập cuối của câu chuyện Em cướp chồng chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn và có một chút vui vẻ trong nội dung tập cuối của câu chuyện này. Tâm An đang rất mong chờ cái kết nào dành cho Tân và mẹ chồng cũ của cô gái tên là nhi và cô gái tên nhi liệu rằng có gắn kết với chị gái của mình hay không xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi và tâm an xin chúc cho quý vị có những phút giây nghe chuyện vui vẻ sau những ngày chống chọi với căn bệnh quái ác và một ngày nọ mẹ ruột tôi qua đời bà ấy ra đi trong cơ thể gầy gò tôi không gào khóc tôi lặng lẽ thay cho bà ấy bộ quần áo đẹp nhất ba mẹ nuôi tôi nghe tin liền đến giúp tôi chuẩn bị tăng lễ còn tôi đứng bên linh cữu của bà ấy trái tim như bị bóp nghẹt vậy là từ đây bà ấy không còn chịu đau đớn nữa bà ấy được ngủ ngon rồi hôm sau cường đến với lãng hoa rất lớn sau khi thắp hương xong anh đi đến bên cạnh tôi an ủi tôi tôi gật đầu trong vô thức cảm ơn anh sau mấy ngày thức trắng để lo cho đám tang của mẹ tôi bỗng thấy mọi thứ quay cuồng mọi thứ trước mắt tối sầm rồi chìm trong bóng tối không biết tôi ngất đi bao lâu chỉ biết khi tôi tỉnh dậy người đầu tiên cất tiếng gọi tôi chính là cường như à em tỉnh rồi sao tôi nhìn xung quanh có cường có vợ chồng mi và cả ba mẹ nuôi tôi nữa có điều tôi thấy ai cũng mỉm cười nên tôi thắc mắc sao mọi người lại nhìn con cười có chuyện gì sao em có thai rồi nghe cường trả lời tôi mà tôi căng tròn mắt để hỏi tiếp anh vừa nói cái gì cơ anh nói em có thai rồi như à Chúng ta có con rồi. Có thai sao? Ừ, em có thai rồi. Tôi nhìn Cường xong sau đó đưa mắt nhìn mọi người, ai ai cũng gật đầu xác nhận những gì Cường nói là thật. Con Mi cười híp cả mắt. Thấy vía của tao có mát không? Chúc mừng mày nhá. Mà này, mày không phát hiện là mày có thai à? Tôi theo quán tính đưa tay sờ vào cái bụng phẳng lì của mình. Tôi có thai sao? trong bụng tôi đang có một sinh linh nhỏ bé sao Mia à tao có thai thật á à? xem nó kìa ngơ ngác mày có thai rồi mày không nhận ra bất thường gì à không tao đâu có bị nôn ói hay là làm sao đâu tao bình thường lắm lúc này mẹ tôi người phụ nữ có kinh nghiệm nhất trong vấn đề này liền lên tiếng mỗi người có một triệu chứng khác nhau người thì ngén ói người thì ngén ngủ người bình thường Vậy nên, người có bầu 4 năm tháng mới biết là như vậy đấy. Tay tôi vẫn đặt lên bụng, không biết thì thôi, bây giờ biết trong cơ thể mình đang có một mầm sống phát triển, tự dưng tôi có một cảm giác gì lạ lắm, vừa lâng lâng vừa hạnh phúc, nhưng cũng vừa lo lắng. Em bị động thai và suy nhược nhẹ, bác sĩ căn dặn em phải ăn uống nghỉ ngơi và hạn chế đi lại. Bây giờ anh đi mua cái gì cho em ăn nhé? Mẹ tôi tranh suốt đi mua cháo Sau đó cùng với mọi người tàn đi đâu hết Chỉ còn lại tôi và Cường trong phòng Anh múc từng muỗng cháo Thổi cho cháo bớt nóng Rồi đút cho tôi ăn Tuy tôi không thấy đói Nhưng vì con tôi Tôi sẽ cố gắng ăn hết bát cháo nhỏ Uống thêm một nửa ly sữa ấm Người tôi cũng thấy tỉnh táo hơn Đối với chuyện tôi có thai Cường rất vui Mặt mũi sáng bừng Còn tôi thì nửa mừng nửa lo Tôi không sợ làm mẹ đơn thân, cũng không sợ miệng đòi dị nghị. Tôi chỉ lo duyên nợ tôi và Cường không thành, thì sau này con chúng tôi sẽ không có một gia đình trọn vẹn, có đầy đủ cha mẹ. Cường nắm lấy bàn tay của tôi, áp lên mặt anh, thủ thỉ với tôi. Anh biết em đang nghĩ gì, em đừng lo. Anh không để con chúng ta thiệt thòi, càng không để cho em thiệt thòi đâu. Sao anh biết em đang nghĩ gì chứ? bởi vì anh yêu em như à chúng ta có con rồi chúng ta kết hôn nhé tôi im lặng không nói gì cường lại tiếp tục nài nỉ tôi em không cần phải lo gì hết chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt mọi việc anh đều lo liệu em chỉ việc làm cô dâu của anh thôi tôi nhìn anh nửa đùa nửa thật nói ngay em có nói lấy anh đâu chứ không lấy thật á ừm không thèm anh xin anh xin em cho anh một danh phận được chưa nào em không cho xin mà xin công chúa hãy cho tôi một danh phận để tôi ngày ngày được bên cạnh công chúa hầu hạ công chúa đến suốt cuộc đời có lẽ do tôi yêu cường nên anh chỉ mới năn nỉ như vậy tôi lại cảm thấy siêu lòng cũng có lẽ là do có con con cái chính là sợi dây gắn kết ba mẹ với nhau những tác động khiến cho bao nhiêu kiên định phải quên anh đi bỗng hóa mềm nhũn tuy vậy tôi vẫn cứng miệng nói với cường công chúa cần phải suy nghĩ thêm vâng vâng công chúa cứ từ từ suy nghĩ tôi đi thông báo cho phụ huynh tin vui nhắc đến bố mẹ anh nụ cười trên môi tôi dần tắt đi không biết khi hay tin tôi có thai bố mẹ anh sẽ phản ứng như thế nào tôi cũng chuẩn bị tâm lý hai bác ấy không chấp nhận tôi nhưng dù bị phản đối kịch liệt đi chăng nữa tôi cũng nhất định sinh đứa con này ra. Tôi nằm viện một ngày thì được xuất viện về nhà mẹ ruột ở để tiện hương khói cho bà ấy. Cường qua lại thường xuyên để chăm sóc cho hai mẹ con tôi. Nói là chăm sóc chứ thực ra tôi không ngén ngầm gì, ăn uống bình thường, không nôn ói như con mi nên tôi nghỉ ngơi thêm ít ngày lại có thể đi làm như bình thường. Tôi là người không thích ở yên một chỗ, nằm ở nhà mấy ngày là cảm thấy ngứa ngáy tay chân, đi làm khiến tôi thấy thoải mái được là chính bản thân tôi lúc ăn cơm trưa ba tôi hỏi tôi như này con với cường tính thế nào anh ấy thông báo cho bố mẹ anh ấy hay tin con có thai không biết anh ấy nói chưa mà con chưa thấy anh ấy nói gì lại với con có thể là họ không đồng ý nên anh cường chưa nói lại với con bà cũng nên cho họ thêm chút thời gian chứ con con hiểu con cũng xác định con của con thì con nuôi rồi Con cũng không cần anh Cường phải chịu trách nhiệm Cùng lắm Con về ăn vạ ba với mẹ Một đứa chưa mười đứa Ba cũng thầu nhá Là ba nói đấy nhá Con không ngại đâu à Hai cha con tôi trước giờ luôn hợp nhau như vậy Từ trong công việc cho đến cuộc sống hàng ngày Nên con Nhi nó luôn so bì ba thương tôi hơn nó Là như vậy đấy Nó đâu biết rằng Ba thương nó đến độ nào chứ Cuối tuần tôi lái xe về nhà Tuy nói là ở riêng Nhưng tôi vẫn duy trì được thói quen Về ăn cơm với ba mẹ vào cuối tuần Mẹ gắp thức ăn vào chén cho tôi Thế cậu ấy không đả động gì đến chuyện cưới xin à? Tôi còn chưa trả lời Thì người em gái thân yêu của tôi lại cười và lên tiếng Mẹ ơi là mẹ Mẹ nghĩ sao mà hỏi như thế Đến mặt người ta còn không muốn nhìn Nữa là cưới với chả hỏi Bởi vì người ta nói không sai mà Những người mà đạo lý thường sống không ra gì. Cái con bé này ăn nói bậy bạ. Con nói thật chưa có bậy bạ đâu. Không tin, mẹ cứ hỏi chị ta đi. Mẹ tôi nhìn tôi chờ đợi câu trả lời của tôi. Dạ, anh Cường nói. Sẽ nói chuyện với bố mẹ anh ấy. Con thì không quan trọng chuyện cưới hay không cưới. Nói trắng ra là con không ép buộc anh ấy phải cưới con. Bởi vì con tin bản thân con đủ sức để nuôi dạy một em bé. Đến khi trưởng thành mẹ ạ. Còn Nhi nó không mỉa mai tôi, đúng là nó không chịu được. Nó lại tiếp tục. Không quan trọng cưới hay không? Hay là không được cưới? Cưới hay không? Đó là chuyện của chị. Em quan tâm chuyện của chị, làm cái gì chứ? Tôi không quan tâm chuyện của chị, mà tôi đang quan tâm danh dự của ba mẹ. Đừng để người ta nói rằng ba mẹ có đứa con gái, không chồng mà có chửa. Nhục lắm. <laughs> Thời buổi bây giờ mà em còn thốt ra được câu đó, thì đến bao giờ mới đuổi kịp mọi người đây? thời gian em đi soi mói chị thì nên em làm cái gì đó để bản thân mình bớt rảnh rỗi đi bớt soi mói đi tôi không thích đấy tôi không đi làm đấy sau này công ty kiểu gì cũng là của tôi chị nghĩ rằng ba mẹ tôi lại giao gia sản cho một đứa con được nhặt từ ngoài đường về giống như chị à mơ thấy con nhi nói hỗn ba tôi liền trình đốn nó ngay nhi ba thấy con càng lúc càng không được rồi đấy Ăn nói hỗn hào chua ngoa Suốt ngày chỉ biết ăn rồi tiêu tiền của ba mẹ Có ai mà hai mươi mấy tuổi đầu Còn chưa chịu đi làm như con không Còn chuyện thừa kế công ty Đứa nào có năng lực Bà giao cho đứa đấy tiếp quản Con nên nhớ Trên giấy tờ chị như là con ruột của ba mẹ Trong lòng ba mẹ chưa từng xem chị như là người ngoài Con bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi Kẻo sau này lại trách ba mẹ không nói trước Con nhì tức tối Đặt mạnh đôi đũa xuống bàn Ấm ức lên tiếng nhưng con mới là con gái ruột của ba tại sao lúc nào ba cũng thiên vị chị ta hơn con chứ bởi vì chị như giỏi hiểu chuyện không bao giờ làm cho ba mẹ buồn lòng một đứa như vậy ba mẹ yêu thương là lẽ thường tình thấy tình hình bắt đầu căng thẳng mẹ liền lên tiếng thôi trời đánh còn tránh miếng ăn ba con ông có định để cho người khác ăn cơm hay không con nhi ăn đi nói nhiều con không muốn ăn nữa còn đi ra ngoài có việc đây Còn với chả cái Nó lại hờn lại dỗi rồi đấy Chẳng phải là do bà quá nuông chiều nó hay sao Bây giờ thì bà thấy hậu quả chưa Bướng bỉnh cứng đầu không biết tốt xấu Hôm qua tôi còn nghe nó gọi điện thoại cho thằng Tân van xin thằng Tân quay lại đấy Bà xem bà bảo nó Không ai tắm hai lần Trên cùng một dòng sông đâu Ngu thì ngu một lần thôi lúc trước mẹ tôi bênh con nhi chậm chậm, nhưng gần đây bà cũng nhìn rõ được sự việc phân biệt đúng sai không còn bênh vực nó vô tội vã nữa nghe ba tôi nói như vậy bà chỉ biết thở dài tôi nói hết lời rồi nhưng nó đâu có nghe không hiểu cái thằng đấy có cái gì mà nó si mê dữ vậy nói mãi nó có nghe đâu bà nhắc nó mới nhớ nó có làm phiền con không hả như dạ không mẹ con nghe bạn con làm quản lý quán bar Nói rằng hắn đang tán con bé Đi dây làm trong quán ba Chắc là bận tán tình người mới Nên tạm thời chưa thấy phiền hà gì đến con Đấy Mẹ nghe nói nó đang quen con nào trong quán ba Mà con Nhi Nó có tin đâu Mẹ cứ kể nó Càng cấm cản Nó càng muốn thoát khỏi sự quan tâm của ba mẹ Cứ để cho nó tự do Để cho cuộc đời nó vùi dập Vài lần là tự khắc nó khôn dái mà Còn chuyện đi làm cũng vậy Mẹ cắt tiền chi tiêu thì nó buộc phải đi làm thôi, không thể nào ở nhà mãi như vậy, chỉ ăn rồi tiêu tiền, có đến núi vàng cũng hết, chưa được nói là trong nền kinh tế như hiện tại. Nó phải đi làm, trước là có kinh nghiệm, sau là nuôi sống chính bản thân nó. Cái như nói đúng, bà mà không cho tiền, buộc lòng nó phải đi làm. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta ăn cơm, đồ ăn nguội hết cả rồi đấy. Bánh xe thời gian lặng lẽ lăn bánh. Tôi ở bên nhà mẹ ruột tôi được một thời gian ngắn, thì có người tự xưng là luật sư của mẹ tôi đến. Ông ấy nói thời gian qua ông ấy bận đi nước ngoài, vừa về nước được một tuần và biết được sự ra đi của mẹ tôi, nên đến tháp hương và công bố di chúc mẹ tôi để lại. Trong di chúc bà ấy để lại toàn bộ tài sản lại cho tôi, gồm căn nhà tôi đang ở, mấy mảnh đất và trang sức, cùng với sổ tiết kiệm. Đặc biệt là còn có địa chỉ, tên tuổi của người cùng với bà ấy tạo ra tôi tôi nhìn tờ giấy ấy im lặng thật lâu cường thì hầu như ngày nào anh cũng đến tôi chưa từng đồng ý quay lại với anh nhưng anh viện vào lý do đến thăm con cứ xong việc là đến mua đủ thứ cho tôi bồi bổ mỗi khi đến lịch khám thai anh còn sốt sắng hơn tôi chạy xe từ từ không chạy nhanh giống như lúc trước anh còn mua cho tôi mấy đôi dép có đế chống trượt đi không bị ngã Tôi biết ý tốt của anh Nhưng vẫn trêu cho vui nhà vui cửa Anh suốt ngày chỉ biết con con Chưa ra đời đã như vậy Không biết sinh xong còn như thế nào Rốt cuộc là em không quan trọng Bằng người con gái bé nhỏ này của anh chứ gì Cường kéo tôi ngồi ngang đùi anh Cưng nựng bầu má căng tròn Bởi vì tôi tăng lên mấy ký Nói linh tinh Con dĩ nhiên quan trọng Nhưng mà em quan trọng hơn Quan trọng thế nào Không thể nào nói thành lời điêu nói thật điêu làm gì em chả tin mấy người đẹp trai ít ai chung tình lắm em biết thời gian và tình yêu anh dành cho em sống nhau ở điểm nào không tôi lắc đầu lắng nghe anh nói tiếp đều vô thời hạn nói xong anh nhìn tôi đáy mắt tràn ý cưng chiều không ai nói thêm hai đôi môi mềm mại từ từ tìm đến nhau và quấn quýt không rời Thầm thoát Tôi đã bước sang tháng thứ sáu của thai kỳ, bụng tôi đã nhô ra. Cũng cảm nhận được những chuyển động của tiểu công chúa trong bụng. Trộm vía dù mang thai, nhưng da rẻ của tôi vẫn hồng hào, không bị sần sùi, không bị giãn da, chỉ có tăng cân hơi nhiều một chút. Có lẽ là do tôi ăn uống được, cái gì cũng ăn được, nên mẹ con đều phát triển tốt. Trả bù cho mi không tăng được mấy cân, dù Dương có cật lực bồi bổ cho nó. Nó than ăn, không thấy ngon, mặt mũi thì bị lên mụn, người thì ủy oải, còn tuyên bố không dám mang thai lần thứ hai bởi vì quá sợ tình trạng ngén ngầm này. Tôi mới trêu ghẹo nó. Mấy người mà thường nói không sinh nữa thì chắc chắn lại tiếp tục sinh thêm để tao xem bao giờ mày bầu đứa thứ hai. Không bao giờ, tao sợ lắm rồi. Có cho vàng, tao còn không dám sinh thêm nữa. Để rồi xem nhá. Ừ, mày cứ chờ mà xem. Vào ngày cuối tuần tôi có hẹn con mi đến để cùng đi mua đồ dự sinh. Nghe tiếng ấn chuông tôi lật đật ra ngoài mở cửa. Nhưng người trước mặt tôi không phải là con mi mà là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn tôi chân chân. Thấy mẹ Cường đến tôi không quá kinh ngạc bởi vì tôi biết kiểu gì bác ấy cũng đến tìm tôi. Chỉ là tôi không biết bác ấy đến mang theo biểu cảm gì, khó chịu hay là quan tâm tôi. Mất mấy giây, tôi cũng lấy lại sự bình thường, Tôi mỉm cười chào bác ấy. Dạ cháu chào, chào bác. Bác vào nhà được không như? Dạ được, cháu mời bác ạ. À. Trong phòng khách, tôi đặt ly nước về phía mẹ Cường, mời bác ấy uống nước. Mẹ Cường uống một ngụm rồi nhìn vào cái bụng đã nhô cao của tôi. Lâu rồi không gặp, cháu khỏe chứ? Dạ vâng, cháu khỏe. Vậy bác nói thẳng vào vấn đề luôn nhé. Dạ vâng ạ, à, cháu đang nghe đây. Cháu biết rồi đấy. Bác không ưa mẹ ruột của cháu vì con người và lối sống không lành mạnh của bà ấy, nên bác nhất quyết không đồng ý cho cháu và cường đến với nhau. Cũng là phụ nữ với nhau, vấn đề này bác nghĩ, cháu hiểu và thông cảm cho bác. Dạ vâng, cháu hiểu. Cháu cũng chưa từng trách hờn gì bác, là mẹ cháu đã sai. Bác làm như vậy hoàn toàn hợp lý. Nếu là cháu, cháu cũng làm như vậy à? Cảm ơn cháu vì cháu hiểu cho bác. Thời gian qua bác suy nghĩ rất nhiều Cũng có nghe nói mẹ cháu mất Dù lúc trước bà ta có sai trái đến đâu Thì bây giờ người mất Thì cũng mất rồi Bác không muốn truy cứu Với lại bây giờ cháu đang mang thai máu mù nhà bác Bác chẳng thể nào cứ im lặng mãi được Cho nên hôm nay bác đến đây Trước là để thăm cháu Sau là muốn nói đến chuyện cháu với Cường Hai đứa sinh con xong thì cưới đi Còn làm giấy tờ cho em bé Tôi tròn mắt kinh ngạc Không tin là mẹ Cường lại dễ dàng đồng ý như vậy Bác nói thật đi ạ à? Ừ Thế chả nhẽ Bác đi lừa cháu sao Bác đẻ ra thằng Cường Cũng từng nhìn thấy nó có người yêu Nhưng mà chưa từng nhìn thấy nó yêu ai như yêu cháu Nó là một đứa khó tính Bảo thủ cố chấp Nhưng nó vì cháu Mà van xin bác rất nhiều lần Bác biết nó yêu cháu nhiều Thôi thì làm cha làm mẹ chỉ hy vọng con mình được hạnh phúc Bác hy vọng hai đứa hạnh phúc với nhau Mà hình như Cháu định đi đâu đi à? à Dạ cháu đợi anh Cường về Để đi mua đồ dự sinh à Ừ Tầm này mua là hợp lý rồi Để bụng lớn đi đứng bất tiện Như này Bác đi cùng có được không Dạ Bác đi cùng với bọn cháu ấy ạ à? Ừ Thế có tiện không Dạ có cái gì mà không tiện à Bác có kinh nghiệm có bác đi cùng hướng dẫn bọn cháu nên mua cái gì và không nên mua cái gì cho đỡ phải lăn tăn à. Thế khi nào Cường nó về? Dạ chắc là anh ấy đang về đây bác. Tôi vừa nói dứt lời thì Cường lù lù xuất hiện, nhìn thấy mẹ anh, anh nhất thời bất ngờ lắm. Kìa mẹ, mẹ đến khi nào đấy ạ? À? Mẹ vừa đến được một chút. Mẹ đến có việc gì sao mẹ không nói với con? Mẹ Cường làm mặt nghiêm nghị. Mẹ đến thì yêu cầu như chấm dứt với con. Thẻ ngân hàng Mẹ đã đưa rồi đấy Cường nghe xong sững người Kích động ném cái áo vét sang một bên Mà đi nhanh về phía mẹ mình Mẹ Sao mẹ làm thế Mẹ không thấy như đang mang thai à Mẹ làm như thế Nhỡ mẹ con cuối có mệnh hệ gì thì làm sao Mẹ Cường thấy Cường tức giận thì phì cười Xem nó kìa Thế mà nó cũng tin đấy Dạ thưa anh tôi đến đây để nhận cháu nội Đang chờ anh về để cùng đi mua đồ dự sinh cho vợ con anh đây. Đứng ở đấy mà trừng mắt với tôi à? Nghe như vậy cơ mặt Cường mới chịu giãn ra đôi chút. Anh nhìn sang tôi, hạ ý hỏi mẹ anh nói như vậy có thật không? Tôi gật đầu. Đang chờ anh về đấy, anh đi tắm đi. Em gọi xem con mi nó qua chưa nhá? Cường thở vào, đôi mắt lo lắng lập tức hóa mềm mại. Nụ cười cũng tự khắc mà hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Còn cảm ơn mẹ, vì mẹ đã chấp nhận chuyện của chúng con. Khi vợ chồng con Mi đến, chúng tôi cùng nhau xuất phát đến trung tâm thương mại, Cường là người vui nhất, tia mắt anh lấp lánh nhìn mẹ đang chọn đồ cho cháu nội. Cứ nghĩ chỉ có những người mới làm mẹ như tôi và con Mi mới ham sắm sửa, không ngờ mẹ Cường còn chốt đơn hơn cả chúng tôi, nhiều đến mức mà tôi phải cản ngay. Có nhiều quá không bác, cháu nghe nói trẻ sơ sinh mấy tháng đầu lớn nhanh lắm, sợ làm mà không hết đâu ạ. À? Sao lại không? Mỗi ngày mặc vài bộ, kiểu gì cũng hết. Đây đây, cháu xem đi. Bộ này cưng chưa? Lấy thêm đi. Dạ vâng. Sau mấy tiếng chọn lựa trong trung tâm thương mại, chúng tôi cũng mua xong một danh sách dài đồ dự sinh. Lúc thanh toán, mẹ Cường tranh trả cho bằng được, nói là quà mua cho cháu nội. Cường tinh danh lên tiếng. Nhận quà này trước, còn kim cương hột xoàn khi nào ra đời bà nội tặng sau. Có đúng không bà nội? Bố anh, hàm nó vừa thôi. Chúng tôi cùng nhau phá lên cười, ánh mắt ai cũng thoải mái sau những ngày tháng căng thẳng. Xong xuôi chúng tôi định đi ăn nữa, nhưng mẹ Cường bận gì đó nên không đi cùng. Chỉ có bốn người chúng tôi đến nhà hàng. Còn mì hất vai tôi trêu chọc. Sướng nhá, mẹ chồng chấp nhận rồi. Hôm nay mày phải khao tao đấy. Cứ gọi thoải mái, hôm nay tao mời. Anh Cường, gọi nó lên mặt với em kìa. Cường nhìn tôi bằng đôi mắt cưng chiều Đưa tay cưng nựng khuôn mặt bầu bĩnh của tôi Em cứ làm những gì em thích Có anh ở sau lưng Che chở cho em Định mách lẻo Ai ngờ tôi lại được ăn cầu lương Có lẽ người được mùi tôi và Cường quay lại Nên Tân lại tiếp tục giờ trò Hắn lại nhắn tin đe dọa Tung clip tôi và hắn lên mạng Tôi liền mở chặn số điện thoại chính của hắn Và trực tiếp gọi thẳng cho hắn nếu anh thích anh cứ đăng lên để xem câu chuyện đi xa như vậy. tôi nhờ an ninh mạng vào cuộc, họ có tra được ai là người chủ mưu hay không. lúc đấy có khóc lóc cũng quá muộn màng rồi tân ạ. À? ơ ừ, em yêu em định hù dọa anh đi à? <laughs> tôi có hù hay không thì chính anh mới là người rõ hơn tôi. anh đâu phải không biết tính cách của tôi. muốn chơi tất tay thì tôi tất tay cùng với anh. tân im lặng không nói gì rồi tắt máy. Tôi cũng không biết hắn ta có sợ hay không Chỉ thấy sau đó Hắn không gửi thêm mấy tin nhắn nào Cho tôi nữa Những ngày tháng cuối thai kỳ Cơ thể của tôi bắt đầu nặng nề Bụng tôi nhô to Đi đứng cũng chậm chạp Vì vậy Cường không cho tôi đi làm nữa Anh sợ với cái tính ham công tiếc việc của tôi Lại chạy ra ngoài gặp gỡ khách hàng Nhỡ như va vào đâu thì nguy hiểm Nên khi tôi vừa tròn 8 tháng Anh bắt tôi ở nhà hẳn luôn để tránh nhàm chán tôi vẫn duy trì công việc online chứ bắt tôi suốt ngày nằm ì một chỗ chắc là tôi không chịu nổi mẹ cường cũng thường xuyên sang thăm tôi lần nào đến bà cũng đem đồ ăn thức uống sang cho tôi bồi dưỡng hôm nay cũng vậy bà lại đem đến bao nhiêu là đồ tôi xoa bụng nói với đứa con bà nội đến thăm mon đấy mon mau chào bà nội đi nào mẹ cường ngồi sát lại xoa xoa cái bụng của tôi hỏi han tình hình tôi như thế nào Tôi lấy tờ siêu âm cho bác ấy xem. Mọi thứ đều tốt bác ạ, à. có điều em bé hơi to so với một chút, bác sĩ dặn cháu nên ăn ít tinh bột, ăn nhiều trái cây và rau củ quả hơn. Vậy à, to như bố cường của nó, ngày xưa bác đẻ cường là 4 cân đấy. Thế hả à, bác? Bác sĩ cũng nói rằng bào thai này đến khi sinh phải trên 3 cân rưỡi, sợ to quá mẹ lại vất vả bác ạ. À. Đúng rồi đấy, vừa vừa cho dễ sinh ra ngoài mình nuôi sau để chút nữa về nhà bác bảo với cô Hảo đi mua trái cây sang cho cháu bác ấy chọn trái cây ngon lắm dạo hôm qua anh cường vừa mua còn rất nhiều bác ạ à. nó nó mà cũng biết mua dạ vâng anh cường rất chu đáo bác ạ à. mẹ cường mỉm cười bà nắm lấy bàn tay của tôi như à hai đứa cũng sắp kết hôn rồi bác có mấy lời muốn nói với cháu hôn nhân nó khác tình yêu nó không đơn giản là chuyện của hai người yêu thương nhau quan tâm nhau như thuở ban đầu nó là một cuộc sống với đầy đủ cảm xúc vui buồn hờn giận vợ chồng nhà nào cũng vậy thôi cũng có lúc bất đồng quan điểm cãi vã thậm chí là xô xát nhưng làm sao để duy trì được hôn nhân đó cháu có biết không nào dạ thưa bác xin bác dạy dỗ ạ à? ừ muốn duy trì được hôn nhân thì không phải chỉ yêu nhau mà còn phải nhìn vào ưu và khuyết điểm của người đó. Quan điểm của bác là nhìn vào khuyết điểm của người đó để biết mình có nên lấy họ hay không. Khuyết điểm ý ạ? À? Ừ, đúng vậy. Giống như bác với bác trai. Bác hiểu ông ấy có những tính xấu gì và suy nghĩ xem liệu với những thói xấu đấy bác có chịu được cả đời hay không. Nếu như cảm thấy chịu được thì bác mới chấp nhận lấy ông ấy bởi vì hôn nhân không phải là chuyện một hai ngày nó là chuyện cả đời người cho nên mình phải hiểu được điểm tốt điểm xấu của đối phương rồi còn phải suy xét cháu hiểu chứ dạ vâng cháu xin nghe lời bác dạy ạ à? cháu là người thông minh bác tin cháu và cường sẽ hạnh phúc phụ nữ cũng nên cường nhu đúng lúc không nên hiền lành quá nhưng mà cũng đừng mạnh mẽ quá dạ vâng ạ à? thế thôi cháu nghỉ ngơi đi bác về nhá. Kìa bác, bác gọi lại ăn cơm ạ. À? Lần sau đi, bác còn có chút việc. Dạ vâng, bác về cẩn thận, để cháu tiễn bác. Mẹ Cường lại ấn tôi ngồi xuống không cho tôi tiễn, bởi vì sợ tôi đi nhiều bị mệt. Tầm chiều chiều có người nhấn chuông, tôi chậm rãi đi ra ngoài mở cổng, thấy người đến chính là Linh Đan. Con bé nhìn thấy tôi cứ chân chân cái mặt, ánh mắt quét từ khuôn mặt cho đến cái bụng lớn của tôi. Linh Đan đi à? Em đến đây có chuyện gì? Em đem trái cây đến cho chị. Tôi ngạc nhiên bởi vì không biết trái cây đây là Linh Đan đến thăm tôi hay là như thế nào thì con bé giải thích ngay. Mẹ anh Cường, sai em đem đến đây cho chị? À, vậy à, em vào trong nhà đi. Tôi đóng cổng xong mới đi vào, Linh Đan đem trái cây vào trong bếp. Vừa mở giò trái cây, nó vừa nói chuyện với tôi. Nghe nói bác sĩ dặn chị ăn trái cây nên mẹ anh Cường xe em đi mua rồi đem đến cho chị đấy. Vậy sao? Lúc trưa chị nói anh Cường có mua rồi thế mà bác ấy vẫn mua. Em cứ để đấy đi. Tí nữa chị rửa cho. Ra đây uống nước. Dạ thôi. Bác dặn em phải rửa cho sạch bởi vì bụng của chị to không thể nào đứng lâu được. Chị cứ ra đến ngồi đi. Em rửa một loáng là xong thôi. Tôi kéo cái bàn ăn ra ngồi xuống đó nói chuyện với Linh Đan Tôi hỏi Han em ấy mấy câu, chủ yếu là xã giao thôi. Chứ tôi và em ấy đâu có thân thiết gì. Linh Đan cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ. Tôi có cảm giác con bé này không thích tôi. Sau khi Linh Đan ra về, tôi nằm ra sofa và xem một bộ phim ngắn. Tôi cảm thấy hơi đói nên đi vào trong nhà bếp tìm gì đó ăn. Lúc đưa tay mở tủ lạnh thì tôi trượt chân, cả người tôi ngã mạnh xuống sàn nhà đau điếng. Ngày sau đó có một cơn đau bụng truyền đến đau đến mức tôi không thở được vừa đau tôi vừa sợ không biết có làm sao không nhưng tôi không thể nào ngồi dậy nổi nước mắt chảy ròng ròng tôi cố gắng lết cơ thể nặng trí ra phòng khách với lấy điện thoại gọi ngay cho cường vừa gọi tôi vừa ôm bụng đang quằn quại đau đớn cường vừa bắt máy tôi mếu máo nói luôn anh ơi anh về đi em bị ngã đau quá Cường hốt hoảng hỏi tôi có làm sao không Sau đó anh tắt máy phi xe về chờ tôi đi bệnh viện Từ nhà cho đến lúc đến bệnh viện Bụng tôi không ngừng đau Một đứa cứng rắn như tôi mà phải khóc Chứng tỏ tôi đau rất nhiều Nhưng dù đau đớn đến mấy Tôi cũng dáng dùng hơi sức yếu ớt của mình Để ngẩng đầu lên hỏi bác sĩ Bác sĩ ơi Con của tôi có làm sao không ạ Cô cứ nằm xuống đi Tôi kiểm tra xong mới biết được Nằm xuống Bị xuất huyết nhẹ rồi nhá Cô ngã mạnh lắm sao Dạ vâng tôi bị trượt chân Tôi nghe bác sĩ và y tá thay nhau Nói về chuyện của tôi Tuy không hiểu hết tất cả Những từ ngữ chuyên môn của họ Nhưng tôi có thể hiểu rằng tôi bị ngã mạnh Dẫn đến động thai Thân dưới bị ra máu Tôi sợ quá nên liền hỏi ngay Con của tôi có bị làm sao không tưa bác Tạm thời không nguy hiểm Nhưng cô phải nằm trên giường mấy hôm Không được đi lại May mà đưa đến kịp thời Nếu không cả mẹ cả con Đều gặp nguy hiểm đến tính mạng Nghe được mấy lời này tôi mới yên tâm một chút Trong lòng tựa như chút được một hòn đá Khi tôi được đẩy ra ngoài Thì mọi người đều có mặt đầy đủ Nào là ba tôi, mẹ tôi, bố mẹ Cường Vợ chồng con mi Và cả con Nhi cũng đến Cường là người nhanh chân nhất Lao đến hỏi bác sĩ tình hình của tôi Được biết mẹ con tôi đều bình an Anh mới thở vào cảm ơn bác sĩ cùng với y tá đẩy tôi về phòng nằm nghỉ ngơi thấy tôi bị ngã như vậy cường thì bận rộn xây dựng quán mới nên mẹ cường muốn đón tôi về nhà bác ấy ở để bác ấy tiện chăm sóc tôi thì không muốn bởi vì chưa cưới hỏi gì về nhà người ta ở nên tôi từ chối khéo dù sao ở nhà của mình vẫn luôn thoải mái nhất khuyên tôi không được mẹ cường quyết định thuê giúp việc đến để lo việc nhà cho chúng tôi còn căn dặn cường nên hạn chế công việc thường xuyên ở nhà để đảm bảo an toàn cho tôi, thuận lợi sinh con. Tôi thấy mẹ anh sắp xếp như vậy cũng ổn, dù sao đến lúc tôi sinh cũng phải thuê người giúp việc để dọn dẹp nhà cửa trong lúc tôi ở cữ, bây giờ có sớm một chút cũng tốt. Ngày hôm sau từ sáng sớm, cô Hảo mang đồ ăn sáng cho tôi và Cường ăn, nói là mẹ Cường dặn dò gì ấy, chứ sợ mua thức ăn bên ngoài không được đảm bảo sức khỏe. Chuyện đồ ăn thì tôi thấy bình thường nhưng mà thái độ của dì hào rất lạ dường như có điều gì đó muốn nói với tôi dì ơi dì có chuyện gì dì muốn nói với con có phải không con thấy dì cứ như muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở lời dì đừng ngại dì cứ kể cho con nghe à tôi có chuyện gì ạ à? dì cứ nói cô như tôi tôi xin lỗi cô sao tự dưng dì lại xin lỗi con tôi xin lỗi cô bởi vì tôi không biết dạy con, nên mới dẫn đến chuyện vừa rồi, xin cô tha thứ cho mẹ con tôi. Tôi không hiểu tại sao dì Hào nói như vậy, cho đến khi cường bước vào, anh giải thích cho tôi nghe. Anh xem lại đoạn clip em bị ngã rồi, anh phát hiện ra, người làm đổ nước chính là Linh Đan. Linh Đan sao? Cường gật đầu xác nhận, anh nói sau khi biết nguyên nhân tôi bị ngã, anh đã gặp Linh Đan sau màn chất vấn của anh linh đan cúi đầu thừa nhận việc mình làm nguyên nhân là bởi vì em ấy yêu cường em ấy cho rằng nếu như cái thai này không còn thì bố mẹ cường sẽ không chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau tôi nghe đến đâu mà sốc đến đấy tôi biết là cô ấy yêu cường và tôi biết rằng con bé đấy không ưa tôi nhưng mà hành động độc ác của con bé này tôi thực sự không thể nào ngờ được quá là dã man tàn bạo nó giống hệt những phi tần đấu đá nhau trong những bộ phim cung đấu mà tôi từng xem qua. Thực sự rất đáng sợ. Từ miệng của Cường tôi nghe nói Linh Đan đã bị anh đuổi ra khỏi nhà. Bố mẹ anh biết chuyện cũng vô cùng tức giận. Tuy không truy cứu nhưng cũng không tha thứ. Đồng ý với quyết định của Cường đuổi Linh Đan đi. Dì hào thu thích xin lỗi tôi. Tôi nhìn bộ dạng của dì ấy. Tôi lên tiếng. Cháu không trách gì bởi vì dì không hề suối dục nó làm chuyện này Nếu có thời gian Nên nói chuyện với nó nhiều hơn Để tránh những việc không hay lại xảy đến à Tôi nhất định Sẽ dạy dỗ lại nó Được rồi dì về đi Có anh Cường ở đây là được rồi Vậy chào cô chào cậu tôi về Dì Hào về rồi Vì anh mới gọi điện đến Không biết là có chuyện gì Nhưng dù là có chuyện gì Thì tôi cũng bấm phím xanh Mở loa lên để cho cường cùng nghe alo chị nghe đây vi anh à tôi em có chuyện gì muốn nói với chị sao tôi gọi nhầm nói xong vi anh tắt máy luôn tôi và cường nhìn nhau cảm giác là em ấy muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng và biện minh rằng mình nhầm máy không lẽ là định chửi tôi sao ở bệnh viện mấy ngày thì tôi được bác sĩ cho xuất viện tuy trong bệnh viện tôi ở phòng vip nhưng không thoải mái bằng ở nhà. Đi đứng nằm ngồi gì cũng thoải mái hẳn. Cô giúp việc của mẹ Cường thuê đến ân cần chu đáo, sạch sẽ, nấu ăn rất ngon. Có cô ấy ở cùng chăm sóc tôi những ngày cuối thai kỳ, Cường cũng yên tâm và đi làm. Nghe nói anh đang vào giai đoạn hoàn thiện nên phải theo sát sao, nhưng không vì vậy mà anh bỏ bê tôi. Cứ vài tiếng lại gọi phích tham về, hỏi han tôi như thế nào, có chịu khó, ăn uống hay không đến độ tôi phải nói chuyện với anh anh cứ tập trung làm việc đi em bình thường lắm không có vấn đề gì đâu em ăn được ngủ được tôi nói thì nói vậy thôi nhưng cứ cách vài giờ cường lại gọi tiếp đến mức cô giúp việc còn khen cường trước mặt tôi ôi giời có người chồng như vậy là số một rồi đấy con ạ à. đấy là cô chưa thấy lúc anh ấy cáu thôi ra trường lắm cô ạ à? đàn ông phải có chút ra trường chứ Hiền quá đâm ra nhu nhược. Cô đi làm giúp việc nhiều rồi, không thấy những người đàn ông thành công, ấy. đa phần đều có chút gia trường đấy. Dạ vâng, cái gì cũng có hai mặt của nó, được cái này thì mất cái kia cô nhờ. Nhưng mà cậu Cường, nhà cháu, cô thấy được nhiều hơn mất, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, giàu có, lại yêu thương vợ. Dĩ nhiên là cô cũng không kém cảnh. Cô nghe mẹ của cậu Cường khen cháu lắm nói cháu rất tài giỏi hai người đúng là trai tài gái sắc dạ cháu cảm ơn cô thời gian cứ lặng lẽ trôi qua tôi đang bước vào những ngày cuối thai kỳ mẹ cường cứ một hai hôm lại sang thăm nom mẹ tôi cũng thường xuyên ghé thăm tôi xem có dấu hiệu gì chưa nhưng mà tôi còn dục dịch gì cơn đau bụng còn không có mọi người lo lắng nên đưa tôi đi nhập viện bác sĩ nói tôi chưa có dấu hiệu sinh nhưng đúng ngày rồi nên là kích sinh bởi vì sợ bị cạn nước ối nguy hiểm cho em bé cường đã đăng ký từ trước nên khi tôi được đưa vào phòng sinh anh cũng được vào chứng kiến quá trình sinh nở của tôi lúc đầu tôi còn hí hửng chụp ảnh nhưng sau đó bụng dưới bắt đầu truyền đến những cơn đau nhẹ vài phút sau lại đau một lần cơn đau cứ kéo theo dài mà tăng thêm dần đau hơn rồn dập hơn khiến cho tôi phải kêu đau đớn cường nắm chặt lấy tay tôi nhìn thấy tôi đau quá anh cứ liên tục hỏi bác sĩ khi nào mới hết đau khi nào sinh xong thì mới hết đau được chứ bây giờ sản phụ làm theo hướng dẫn hít một hơi thật sâu khi nào tôi bảo dặn thì phải dặn nhé dù bị những cơn đau áp đảo nhưng tôi vẫn cố gắng làm theo những gì bác sĩ hướng dẫn trải qua những giây phút tường chừng tôi không thể nào chịu nổi mồ hôi túa ra như tắm cả người rệu dã thì con tôi cũng ra đời Khoảnh khắc bác sĩ đặt con lên người mình, tôi đã bật khóc nức nở. Cảm giác ấy khó nói lắm, chỉ biết là vô cùng xúc động, vô cùng hạnh phúc. Bao nhiêu đau đớn từ nãy tới giờ đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui sướng vô bờ bến của một người làm mẹ. Em bé của chúng tôi nặng 3 cân 8, mọi người ai cũng nhận xét là bàn sao của bà nội. Bình thường con giống bố hoặc giống mẹ, đằng này con gái chúng tôi lại giống bà nội y đúc. Làm cho bà thích ơi là thích Chưa gì bà đã gọi bào bối của bà nội Cục vàng của bà nội Ngồi ngắm cháu mãi không thấy chán Ở trong bệnh viện 3 ngày Thì tôi được về Ngoài người giúp việc chúng tôi còn thuê thêm bào mẫu Đến để chăm sóc em bé Mẹ Cường sang sớm là đến thăm cháu nội Có bà chăm sóc Có bảo mẫu có cả mẹ tôi Nên tôi khá nhàn Chỉ cần cho con bú xong Là có người trông con cho nghỉ ngơi Thành ra tôi nhanh lại sức có nhiều thời gian luyện tập để lấy lại vóc dáng, chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Tuy là bạn thân nhưng khi kết hôn, tôi và con Mi lại chọn hai địa điểm khác nhau. Tôi thì tổ chức tại nhà hàng, tiệc cưới theo kiểu truyền thống, còn con Mi nó thích lãng mạn nên tổ chức ngoài biển, đãi tiệc theo dạng buffet, rất là hiện đại. Nhưng là dù địa điểm hay phong cách nào thì mục đích cuối cùng vẫn là hy vọng cuộc hôn nhân của chúng tôi trọn vẹn và hạnh phúc cùng với người mình yêu Sống đến bạc đầu Em đang nghĩ gì thế? Em đang nghĩ đến đám cưới của chúng mình Có nên mời thêm ai không? Tôi chỉ nói vậy thôi Nhưng Cường lại hiểu ngay Em muốn nói ba ruột em sao? Tôi gật đầu Kèm theo một tiếng thở dài Địa chỉ thông tin ông ấy tôi có sẵn Nhưng tôi không biết có nên cho ông ấy biết Đến sự có mặt của tôi hay không Không biết cuộc sống ông ấy hiện tại như thế nào Nhỡ như vợ con ông ấy biết Ông ấy có một đứa con riêng Thì gia đình họ có xào xáo không Nghĩ nhiều như vậy Nên tôi không dám tìm đến Anh nghĩ em nên đi tìm Xem cuộc sống của ba hiện tại thế nào Cảm thấy không tiện Thì không nói ra cũng được Nhưng anh cho rằng bất kỳ Người làm cha làm mẹ nào Cũng muốn chứng kiến ngày trọng đại của con cái Có được lời khuyên của Cường Nên cuối tuần tôi và anh tìm đến địa chỉ Mà mẹ tôi ghi lại Hỏi han vài người cuối cùng thì chúng tôi cũng tới một con hẻm nhỏ. Họ nói căn nhà kia là của ông ấy. Tôi hỏi mọi người về cuộc sống cũng như tính cách của ông ấy. Thấy ai cũng khen vợ chồng họ rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người, được hàng xóm yêu thương quý mến. Từ ngoài cổng nhìn vào, tôi thấy một người đàn ông đang tưới cây, sáng người cao lớn, đặc biệt sau lưng còn có một hình xăm. Còn chưa kịp gọi thì ông ấy đã nhìn thấy chúng tôi, nên tắt vòi nước và bước ra ngoài. Cô với cậu tìm ai? Dạ, cho cháu hỏi. Chú có phải là chú Minh không ạ? Tôi đây, cô cậu là... Lúc đến đây tôi khá hồi hộp. Tôi tưởng tượng ba mình có khuôn mặt như thế nào, vóc dáng ra sao. Nhưng suy đoán vẫn là suy đoán. Cho đến khi người đàn ông này đứng trước mặt tôi, tôi mới thấy lồng ngực mình căng cứng. Tôi run lẩy dày, trong túi sách, lôi ra một bức ảnh của mẹ ruột, đưa cho ông ấy. Chú có nhớ người này không ạ? À? Ông ấy nhíu mày vì chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào Tuy nhiên vẫn cầm lấy tấm ảnh Khi nhìn thấy người trong hình Ông ấy vội vàng nhìn tôi Cô là... Cháu là con gái của người phụ nữ trong ảnh ạ à? Là con gái sao? Dạ vâng Ông ấy cả kinh bấp máy cánh môi Có, có thật là... Con gái của cô ấy Dạ vâng chú phản ứng như vậy có nghĩa là chú biết cháu là ai có phải không ạ người đàn ông ấy hít một hơi thật sâu sau đó chỉ tay vào trong nhà cô cậu vào nhà đi chúng ta ngồi nói chuyện bên trong căn nhà khá đơn giản và sạch sẽ một người phụ nữ từ đằng sau bước ra nhìn thấy chúng tôi liền cười đon đà nhà có khách hả ông à ừ có khách bà ra chợ mua ít đồ ăn về nấu cơm cho các cháu tuy không biết chúng tôi là ai có quan hệ gì nhưng nghe chồng nói như vậy người phụ nữ kia liền vui vẻ gật đầu đồng ý còn dặn chúng tôi cứ tự nhiên bà ấy đi chợ một chút sẽ về ngay cường đứng dậy đề nghị muốn đưa bà ấy đi ban đầu bà ấy từ chối nhưng sau khi nhìn tôi và ông minh thì bà ấy lại đồng ý trong nhà lúc này chỉ còn tôi và ông ấy tôi mới lên tiếng chắc là chú đoán cháu là ai rồi chứ ạ à? ừm đoán phần nào nhưng không dám nói ra sợ không đúng thì không hay cháu có thể nói không cháu và cháu và chú có quan hệ gì quan hệ cha con tôi đối với câu trả lời của ông ấy không quá kinh ngạc hoặc có chăng câu trả lời của tôi trùng khớp với suy nghĩ của ông ấy nên ông ấy mới bình tĩnh như vậy chú như vậy có nghĩa là chú biết cháu là không, bà vừa đoán sau khi nhìn thấy bức ảnh mà con đưa. Bà có linh cảm, con chính là con gái của ba Chú có biết sự xuất hiện của tôi không? Chú không biết. Bà ấy chưa từng nói sao? Bà ấy nói nhưng mà... Bà ấy nói với ta là phá thai rồi. Sau đó, chúng ta không hề gặp lại nhau. Bà ấy bây giờ thế nào? Mất rồi ạ. À? Nguyên nhân? Dạ bà ấy bị ung thư ông ấy gật đầu đôi mắt chuyển sang buồn bã đưa tay cầm lấy ly nước uống một ngụm nhỏ rồi nói tiếp thế còn con thì sao cuộc sống của con bây giờ thế nào con kết hôn rồi chứ mọi thứ đều rất tốt và và cháu chuẩn bị kết hôn cho nên mới đi tìm chú không biết hôm đó chú với gì có thể sắp xếp thời gian đến dự không ạ à? ông ấy nhìn tôi chân chân Tuy nhiên trong đôi mắt già cỗi ấy lại phủ một lớp nước trong suốt, trong mắt từ từ chuyển sang màu đỏ, giọng nói đặc nghẹn. Mấy năm qua, cháu suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên đi tìm chú hay không, bởi vì cháu thấy sự xuất hiện của cháu sợ sẽ khiến cuộc sống của chú bị xáo trộn, nhưng mà chồng cháu khuyên cháu nên đi tìm chú. Cháu hy vọng khi kết hôn, chú sẽ có mặt Chồng của cháu là cậu thanh niên khi nãy sao? Dạ vâng ạ. À. Vậy khi nào con kết hôn? Chủ nhật tuần sau ạ. À? Vậy thì cho ba địa chỉ đi. Ba và dì sẽ đến. Tôi lấy trong túi ra tấm thiệp đẩy về phía ông ấy. Sau khi xem xong, ông ấy cười và nói với tôi. Chỗ này sang trọng, chứng tỏ con gái ba có một cuộc sống rất tốt, chúc mừng con. Những thứ tốt đẹp này đều do ba mẹ nuôi cho họ rất vất vả nuôi dưỡng con hai mươi mấy năm qua ba mẹ nuôi sao con nói vậy là sao không phải là con lớn lên bên cạnh mẹ con sao tôi lắc đầu và kể cho ông ấy nghe những chuyện mà ông ấy nên biết nghe xong ông ấy trầm tư sau đó đứng dậy đi tới chỗ tôi đang ngồi bà có thể ôm con một cái được không tôi từ từ đứng dậy Ông ấy liền ôm chầm lấy tôi, bàn tay khô cứng vuốt tóc tôi. Tuy cả hai không nói gì, nhưng trong lòng đôi bên đều vô cùng xúc động. Người ta nói tình cảm phụ tử, cho dù có xa cách bao lâu, thì chỉ cần gặp cỡ là đoạn tình cảm ấy sẽ trỗi dậy mãnh liệt. Một lúc lâu sau, vợ của ba ruột tôi về, cường phụ gì ấy xách đồ ăn vào trong bếp. Tôi định vào phụ, nhưng mà gì ấy không cho. Ấn tôi ngồi xuống nói chuyện với chồng mình. Nãy giờ tôi nghe ba ruột tôi kể về cuộc sống hiện tại. Hai người có với nhau hai người con trai. Một đứa đang học đại học, một đứa đang học cấp 3. Hai người đều rất ngoan ngoãn và nghe lời ba mẹ. Còn vợ của ba tôi là một người phụ nữ hiểu chuyện, đảm đang và tháo vát, được lòng mọi người xung quanh. Qua những gì ông ấy kể, có thể thấy cuộc sống của họ không giàu vật chất, nhưng rất bình yên và hạnh phúc. Cũng không rõ lúc đi chợ, Cường nói gì cho vợ của ba tôi biết hay không, nhưng bà ấy không hề hỏi tôi có quan hệ gì với chồng mình. Đến lúc dọn cơm ra ăn, ba ruột tôi mới lên tiếng. "Đây là Như, con gái của anh em ạ. À. Lúc trước anh có quen với mẹ của Như, sau đó anh có biết cô ấy có thai, nhưng cô ấy nói với anh là phá rồi, sau đó không chịu gặp anh nữa, nên anh không biết có sự có mặt của Như trên đời. Sắp tới con bé kết hôn, con bé muốn vợ chồng mình đến dự." chứng kiến ngày vui của con bé ý của em thế nào nếu là mẹ nuôi của tôi nhất định bà dãy nầy lên quậy banh cái nhà còn vợ của ba ruột tôi thì chăm chú lắng nghe nghe xong thì gật gù hỏi han cuộc sống của tôi từ đó đến giờ ra sao sao lại không đi tìm ba thậm chí còn hỏi mẹ ruột tôi có khỏe không thái độ quan tâm thật lòng chứ không hề thào mai và già tạo dạ thưa gì mẹ cháu mất hơn một năm nay khi mẹ qua đời thì cháu mới biết thông tin về chú minh sao lại gọi là chú minh phải gọi là ba chứ thôi đừng ép con nó gọi hai đứa ăn đi xì sì, nấu là ngon nhất trên đời đấy vợ của ba tôi mỉm cười anh cứ nói thế lại còn cười em ngon thì anh nói ngon chứ ngon không hai đứa bà quên cường có uống rượu được không hai ba con mình làm một ít được không con rể dạ được ạ à? để con chạy đi mua rượu không cần không cần nhà có sẵn ba ruột tôi lấy bình rượu ra hình như là được ngâm từ thứ gì đó không biết cường có từng uống loại rượu ấy chưa mà tôi thấy mới chừng nửa tiếng mặt mũi anh đỏ ké lên rồi có được không đấy hay là hẹn ba dịp khác đi em thấy mặt anh như con tôm luộc rồi anh không sao đâu tí nữa vợ lái xe chờ anh nhé chúng tôi bật cười và tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa mới ra về Cuộc gặp gỡ diễn ra êm đẹp hơn những gì tôi nghĩ. Trước khi về chúng tôi còn trao đổi số điện thoại của nhau. Vợ của ba tôi cứ cầm tay tôi nói, khi nào rảnh thì đến chơi, còn cho hai em trai tôi gặp tôi nữa. Tôi cũng không quên nhờ gì ấy, nhắn lại với hai đứa, hôm nào đám cưới tôi, hai em ấy đến dự, chung vui với vợ chồng tôi. Dì ấy gật đầu đồng ý. Mọi người nhất định, sẽ đến đầy đủ, con cứ yên tâm, Dạ vâng, con cảm ơn gì. Con chào gì, con chào ba con về." Chớp mắt một cái, đã đến ngày trọng đại nhất đời tôi, trong chiếc váy cưới màu trắng được đính lấp lánh, tôi được ba nuôi của mình dẫn về phía Cường, ba cầm tay tôi đặt vào trong tay của Cường. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ba chính thức gả con gái ba cho con, mong rằng hai đứa luôn yêu thương nhường nhịn nhau, đôi chân vững bước cùng nhau đi đến cuộc đời. Chúc hai con của ba hạnh phúc. Con cảm ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng và dạy dỗ một người con gái tuyệt vời như vậy. Con không hứa những gì xa vời, nhưng con hứa những gì tốt đẹp nhất mà con có đều dành cho cô ấy. Nói xong, cường gặp người cúi đầu thấp với ba tôi, thái độ vô cùng kính trọng. Bên dưới mọi người vỗ tay, nhìn chúng tôi tiến vào vị trí trung tâm sân khấu, nơi mà có một tiểu công chúa đang ngồi trong ghế. Cường nhấc bồng tiểu công chúa lên. Thấy công chúa bé nhỏ của chúng tôi liền nhoèn miệng cười toe toét. Sau đó một màn pháo từ trên cao rơi xuống sân khấu, công chúa thích thú đưa tay ra hứng lấy sắc pháo. Cường một tay bế con, một tay còn lại đan vào tay tôi. Nghe người hôn lên môi tôi trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên cùng với rất nhiều quan khách. Ánh mắt cả hai chúng tôi đều ngập tràn hạnh phúc. Sau cơn mưa trời lại sáng, vượt qua những thử thách, những hờn ghen giận dỗi, thì thời khắc này chúng tôi chính thức thuộc về nhau. Bánh xe thời gian lặng lẽ thôi đưa. Từ ngày tôi đi làm lại thì tiểu công chúa nhà chúng tôi được ông bà nội đón về chăm sóc. Đi làm về thì vợ chồng lại sang đón con. Vì mẹ chồng tôi chăm sóc nhiều nên con bé mến bà nội nhất. Có khi còn ngủ lại với ông bà, không chịu về với bố mẹ. Hôm nay cũng vậy, Tôi và Cường xong việc sớm Định sang đón con về Có nhiều thời gian chơi với con Nhưng mà công chúa nhà tôi không chịu về Cứ ôm chầm lấy bà nội Lắc đầu chu môi Bà ơi bà bà Mẹ chồng tôi khoái chí lắm Thôi con bé nó muốn ở lại Hai đứa cứ về đi Mai rồi sang đón Chưa bây giờ bắt về Là nó khóc đấy Cường lên tiếng phàn nàn ngay Mẹ đừng chiều con bé quá Không phải muốn gì cũng được chiều như thế đâu Sau này khó dạy dỗ Như này Con xem chồng con kìa Cái gì mà khó dạy dỗ Con gái cương chiều bao nhiêu Cũng không thấy đủ đâu Con không nghe người ta nói Dùng nghèo để nuôi con trai Dùng giàu để nuôi con gái à Con gái là phải yêu thương chiều chuộng Yêu thương chiều chuộng có chừng có mực có phép tắc Chứ không thể cái gì cũng chiều theo ý nó được đâu mẹ Mẹ đang hình thành thói quen xấu cho cháu đấy Cái gì mà thói quen xấu ô hay con bé ở với ông bà là xấu đi à thấy mẹ chồng và chồng tôi bắt đầu căng thẳng nên bố chồng tôi liền lên tiếng chuyện có cái gì đâu mà hai mẹ con bà lại cãi nhau tôi thấy thằng cường nó nói đúng vợ chồng nó đi làm cả ngày đến tôi mới có thời gian bên con nên để cho con bé về với bố mẹ để gắn kết tình cảm gia đình chứ sáng mai lại đem sang cho mình mẹ chồng tôi nghe lại dỗi bỏ đi vào bên trong bố chồng tôi nhìn theo lắc đầu giục chúng tôi đưa con về nghỉ ngơi đúng là đi làm về rất mệt áp lực nhiều thứ nhưng khi ôm con gái trong lòng nhìn con gái cười nói bao nhiêu mệt mỏi ngoài xã hội cũng đều tan biến mà cũng lạ tôi thấy đa phần các ông bố rất cưng chiều con gái như ba tôi ba của cường nhưng mà cường thì không hề cưng chiều con vô tội vạ ngược lại anh vô cùng nghiêm túc mới tí tuổi mà đã bị bố giáo huấn giống như tối ngày hôm nay không hiểu sao con bé chơi gì cũng ném đi Tôi đem đồ ăn đến Cũng làm văng tung tóe. Cường chứng kiến tất cả chỉ lặng lẽ dọn dẹp chỗ đồ ăn Con vừa mới vứt bỏ Sau đó nghiêm giọng. Mon à Đi lại đây Vừa nghe âm giọng là tôi biết chuyện gì sắp xảy ra rồi Tiểu công chúa nhà tôi Thì vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm Đang rình rập Nên tiếp tục quậy phá Ném cái nọ, đá cái kia cho đến khi ông bố khó tính kia lặp lại một lần nữa Bằng một âm giọng lớn hơn Mon à Đi lại đây Hành âm lớn kia làm cho tiểu công chúa giật mình Nhìn về phía Cường Thấy vẻ mặt nghiêm túc của bố Con bé lia mắt sang cầu cứu tôi Nhưng mà Cường liền nhanh chóng nhắc nhở Em cứ để yên đấy Anh dạy con Dạ vâng Bon, Bước qua đây nhanh lên Cậu cứu không thành, tiểu công chúa đành đi về hướng ông bố khó tính kia, vẻ mặt sợ sệt lắm. Vòng tay con lại. Tuy biết sợ, nhưng công chúa nhà chúng tôi không phải yêu cầu gì là làm ngay. Cường lại tiếp tục nhắc lại. Bà bảo con vòng tay lại. Nhìn biểu cảm và thái độ của Cường, con bé định xà vào lòng su nịnh bố. Nhưng còn chưa kịp ngã vào lòng thì Cường lại đưa tay ra chặn lại. Mặt nghiêm nghị, đến tôi còn thấy rén. Đứng yên đấy, bố đang nói chuyện với con. Không phải là đùa với con. Vòng tay lại. Lúc này tôi mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Con bé không có ai che chắn, nên mới từ từ vòng tay lại, mặt miếu máu như sắp khóc đến nơi. Thế mà còn chưa kịp chảy giọt nước mắt nào, liền bị ông bố dùng khuôn mặt nghiêm nghị. Bố đã phạt con chưa mà con khóc? Dạ, yêu bố hơn một tuổi con bé cũng biết nói mấy từ đơn nhưng xem ra chiêu xu nịnh này lại không có tác dụng mặt cường vẫn vô cùng hình sự nghiêm túc nhìn con gái đang mếu máo đỏ cả chân mày tại sao con ném đồ lung tung mẹ đem đồ ăn cho con con cũng vứt bỏ là sao con bé lại nhìn tôi cầu cứu cường quay mặt con bé lại đối diện với mình nhìn bố đây này bố hỏi con tại sao con nhìn mẹ bố con có biết như vậy là hư lắm không đồ chơi bố mẹ mua về cho con là để con chơi chứ không phải là để con ném lung tung lần sau bố thấy con ném đồ chơi lung tung bố vứt hết không cho con chơi nữa con có chịu không công chúa bây giờ òa khóc nước mắt chảy xuống khuôn mặt bụ bẫm hồng hào tuy nhiên bố cường vẫn không tha tiếp tục nhắc đến chuyện con bé hất đồ đồ ăn tôi nấu bố đánh con roi nào đâu mà con khóc đến ngay cho bố thầy con khóc quá tôi xót con nhưng không dám bênh chỉ nhắc nhở bọn à xin lỗi đi bọn làm như vậy là không đúng biết chưa nào con phải nói là con xin lỗi bố mẹ xin lỗi mẹ đi làm vất vả về đến nhà còn lui cui nấu đồ ăn cho con con đã không biết quý trọng còn hất tung hết đồ ăn quậy phá hết cái này đến cái kia phí hết công sức của mẹ như vậy là hư không ngoan chút nào nếu như con không muốn ăn thì bố cho con tội nguyện Phạt con tối nay không được ăn tối Bình thường Cường dạy con tôi không dám xen vào Để cho anh dạy Nhưng nghe anh nói không cho con ăn tối Tôi liền góp ý Kỳ anh Không ăn thì làm sao được chứ Nhịn một buổi không sao Nhưng không gian dậy thì có làm sao đấy Nhưng mà tội nghiệp con Em sót con thì anh cũng sót Nhưng muốn con ngoan thì phải dậy Em bắt đầu giống mẹ rồi đấy Chiều con vô tội vạ Hôm trước anh còn thấy mẹ cho mon túm tóc cào mặt. Thế mà mẹ còn cười hề hề. Khiến cho con mình tưởng như vậy là đúng, là hay. Đúng là phải dạy con, nhưng con mới hơn một tuổi thôi. Có những lời anh nói con không hiểu được đâu. Với lại dạy con cần một quá trình dài. Anh cứng nhắc thế này, khiến con sợ, không dám đến gần anh đâu. Con mà không sợ bố mẹ, là có vấn đề. Chuyện này cứ để anh giải quyết. Em đi tắm đi. Mon đâu rồi? Úp mặt vào tường cho bố. Khi nào bố cho phép mới được rời khỏi vị trí Nhanh lên Hay là muốn bố đánh đòn Nghe đánh đòn con bé sợ Mặt phụng phiểu đi chịu phạt Còn tôi ủy oài đi tắm Đến khi tắm ra nhìn thấy Cường mờ tù lấy quần áo Tôi ngạc nhiên Anh đi đâu đấy Quán có chút chuyện Anh đi giải quyết Em ăn cơm xong thì ngủ trước Đừng có chờ anh nhé Cường thay quần áo xong hôn tôi một cái Rồi lấy chìa khóa rời đi Thấy anh đi rồi Công chúa nhỏ nhìn tôi cầu cứu Nhìn đồng hồ cũng được nửa tiếng Tôi cho phép con rời khỏi vị trí Chạy đến ôm lấy tôi Mẹ ơi con đói Con đói à Nhưng mà đồ ăn bị con hất tung hết cả rồi Có còn gì ăn đâu Con đói Mon đói Con bé rụi khuôn mặt xinh xắn vào ngực tôi Lúc đấy mẹ chồng tôi gọi đến tìm cháu nội Nghe cháu nội cứ khóc than đói bụng Mẹ chồng tôi hỏi ngay sao giờ này con chưa cho con bé ăn hả con lúc nãy con nấu rồi nhưng mon không ăn dùng chân đá băng đồ ăn hết sau đấy bị anh cường phạt úp mặt vào tường không cho được ăn tối mẹ ôi trời ạ sao lại ác thế đã phạt thế rồi còn cấm không cho ăn tối thử hỏi nó xem nó không ăn nó có chịu được không thế nó đâu rồi anh ấy vừa ra ngoài nghe nói quán ba có việc bảo con ngủ trước có thể anh ấy về muộn đấy mẹ thế thì con mau lấy đồ ăn cho cháu nội của mẹ ăn đi chứ nó không có ở nhà nó không biết được đâu còn ít mà không ăn uống điều độ thì đau dạ dày đấy khổ thân cháu tôi gặp phải thằng bố nghiêm khắc chính bố con còn không khó như nó tôi nghe giọng bố chồng bên ngoài hỏi có chuyện gì mẹ chồng tôi lại kể lể ông xem cái thằng con trai của ông đi nó cấm không cho cháu nội chúng ta ăn tối kia kìa chỉ vì con bé lỡ làm đổ đồ ăn ôi giời ơi nó giống ai mà khó khăn thế không biết Không được Tôi phải sang bên đấy mới được Nói là làm Không lâu sau bố mẹ chồng tôi qua tới Vừa bước vào nhà Bà liền xà vào bế cháu nội hỏi han Sao rồi cục vàng của bà Thế con ăn gì chưa Xem bà đem gì sang cho con này Thu thật nghe con đói Tôi cũng xót ruột lắm Nên khi mẹ chồng tôi đem đồ ăn qua Tôi cũng không cản Và tôi không dám cản Nhìn bà đút cho cháu nội ăn ngon lành bố chồng tôi cười và nói luôn lúc sinh cường hay vi anh bà ấy còn không chiều đến mức vậy con xem vừa nghe cháu nội than đói là tức tốc bắt bố trở sang cho bằng được đấy dạ vâng mon cũng rất quý bà nội tại bà nội cưng quá đậu như bố cường nghiêm khắc đúng không mon nhỉ mẹ chồng tôi tiếp tục ngừng đầu lên mẹ biết là nó khó tính nhưng mà không nghĩ rằng nó lại khó đến mức này phạt con bé không được ăn tối Chắc là mỗi nó phạt con thế thôi. Quan điểm của anh Cường là thương con, phải dạy dỗ nghiêm túc mẹ. Dạy thì dạy chứ, con bé mới tí tuổi đầu đã phạt đủ kiểu rồi. Nó mà bỏ đói con bé thì mẹ đem con bé về nuôi đấy. Tôi và bố chồng nhìn nhau bật cười, còn Mon thì thấy Đồng Minh bà nội đến liền cứ bám lấy bà nội, còn đòi đi theo ông bà nội nhưng bố chồng tôi không cho, bảo ở nhà tí nữa bố Cường về. Mẹ chồng tôi lại hậm hực. Ông sợ nó à? Tôi là bố nó tôi sợ cái gì? Chỉ là vợ chồng con cái thì phải ở cạnh nhau mới gắn kết được tình cảm. Thôi đi về, sáng mai cục vàng của bà lại sang đi mà, gấp gáp cái gì? Mẹ chồng tôi luyến tiếc cưng đựng bầu má, bánh bao, sau đó mới chịu lên xe. Nhìn đồng hồ cũng 10 giờ tối, tôi cho món đánh răng rồi lên giường đọc sách cho con nghe. Đọc xong hai câu chuyện cổ tích, con bé cũng chìm vào giấc ngủ Tiếng ngáy nhẹ vang lên bên tai tôi Khẽ hôn con một cái Tôi cất cuốn chuyện lên giá Rồi ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ của tôi Thời gian trôi qua nhanh quá Mới ngày nào tôi còn là một cô nàng độc thân Tự do bay nhảy Vậy mà bây giờ tôi đã làm vợ Làm mẹ người ta Đang chìm vào trong suy nghĩ Thì cửa phòng mở toang Chồng tôi về tới Con ngủ rồi hả em Vừa mới ngủ anh à Anh ăn gì chưa Em có chừa thức ăn cho anh Để em đi hâm nóng cho anh nhé Ừ, anh ăn rồi, không ăn nữa Vậy anh ăn gì em nấu Cường chỉnh lại chăn mềm cho con gái Hôn lên chán con một cái Rồi mới quay sang tôi Bất ngờ hôn lên đôi môi tôi một nụ hôn không báo trước Nụ hôn cuồng nhiệt và gắt gao Mang theo chút the the của diệu Chúng tôi hôn nhau rất lâu Đến khi đôi môi tôi bị anh càn quét đến tê dần Anh mới ghé vào tay tôi Bằng một âm giọng đầy mùi sục vọng anh muốn ăn em rước lời có người bế tôi xuống tấm nệm dưới sàn nhà ghì cơ thể cao lớn của anh lên cơ thể của tôi gạt gào chiếm lấy đôi môi lúc này bị anh hôn đến đỏ tấy thích lắm chứ gì tất nhiên là thích rồi sao trên đời này lại có người đẹp trai như anh nhở vậy mới xứng với em chứ em thế nào em đẹp chỉ vậy thôi á ừ nhan sắc 10 điểm, thân hình nóng bỏng gợi cảm, eo nhỏ mông to ngực đầy đặn, đặc biệt là cách nói chuyện cuốn hút, tư duy tốt, đầu óc nhạy bén. Thế còn khuyết điểm là gì? Cứng đầu này, muốn làm cái gì thì làm cho đến cùng, đôi khi rất ngang ngược. Cãi anh không trượt phát nào. Thì ai chả có quan điểm riêng, dĩ nhiên phải bảo vệ quan điểm của mình chứ. Anh chả thế à? Anh muốn làm cái gì, đố ai mà ngăn được anh nói về độ cố chấp ý, thì em gọi anh bằng sư phụ vừa cố chấp vừa bảo thủ vừa khó tính lốc đầu quen anh em cứ nghĩ anh vui vẻ hài hước dễ tính lâu dần mới biết không ai khó bằng anh nhiều khi em tự hỏi nhé tính em cũng ngang như cua mà phải thua anh đấy còn gì em thua anh lúc nào nhỉ sao anh lại không nhận ra như lúc này này đang nằm dưới người anh còn gì vậy hôm nay anh cho em thắng Nói xong Cường dùng một tay túm lấy eo tôi và kéo tôi ngồi lên trên người anh. Không gian yên tĩnh, hai thân thể cứ như vậy say xưa, trao cho nhau những chiếc hôn nồng thắm. Trong căn phòng rộng lớn, tôi và anh lại hòa vào nhau, hăng say và mê đắm, tận hưởng niềm hạnh phúc mà cả hai chúng tôi đều cố gắng xây dựng. Cơ bản trên đời này không ai hoàn hảo, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm, vợ chồng tôi cũng vậy. Cũng có những lúc tranh luận, cãi cỏ vì bất đồng quan điểm. Nhưng quan trọng là dù cãi nhau, giận hờn thế nào thì hai chúng tôi đều tôn trọng, quy tắc. Không được qua đêm, phải ngủ chung giường. Đợi cả hai bớt nóng thì cùng nhau trao đổi lại, tìm hướng giải quyết ổn áp nhất. Vì vậy thi thoảng cãi nhau um nhà, nhưng mà chúng tôi đều nhanh chóng làm hòa, không chiến tranh lạnh, quá một tuần bao giờ. Nhiều khi mẹ chồng tôi cứ thắc mắc. Mẹ thấy hai đứa nhé, đứa nào cũng cố chấp quyết liệt, Vậy mà khi mâu thuẫn Lại giải quyết như thế nào Chưa mẹ thấy không đứa nào chịu thưa đứa nào hết Con làm sao mà dám cãi chồng con à mẹ Anh ấy nói gì con cũng vâng dạ Làm theo thôi mẹ Mẹ còn không hiểu tính con sao như Làm gì có chuyện nghe răm rắp Không cãi lại bao giờ Thật mà con trai của mẹ không như bố Con trai của mẹ ra trường lắm Mặt mẹ chồng tôi sáng bừng Mặt thể hiện rõ sự tự hào <laughs> Chuyện Bố chồng con mà lại Cho nên con phải xin vía được chồng yêu chiều Giống như là Chồng của mẹ chiều mẹ Cường đi tới không biết lắng nghe được gì Anh nói luôn Sao vậy? Anh yêu chiều em chưa đủ nhiều hay sao? Mà còn xin vía của mẹ chứ Dĩ nhiên rồi Anh làm sao mà so bì được với bố Bố không ra trưởng như anh Không bao giờ đánh vợ như anh Mẹ chồng tôi nghe xong há hốc miệng Cái gì? Đánh vợ à? thằng cường nó đánh con sao chuyện khi nào sao con không nói với mẹ cường con học cái thói vũ phu của ai thế à thường cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi mà mẹ vậy sao vậy để tôi đi lấy cái roi tôi thương anh anh có chịu không học cái tốt không học đi học cái thói vũ phu đánh vợ đánh con mẹ là mẹ cấm tiệt từ bây giờ về sau mẹ mà nghe nói con đánh vợ một lần nào nữa là đến số với mẹ à không tới số với bố mẹ Mẹ mà mách bố con Ông ấy đánh cho con nhử đòn Con với trả cái Mẹ chồng tôi tưởng thật nên hậm hực bước về phòng Ngoài này chúng tôi phì cười Kéo nhau Cười đùa vui vẻ Cười cái gì Thấy mẹ mắng anh em vui lắm à Vui chứ sao không Ai bảo anh đánh em chứ Tại vì em sai Phải bị phạt Thế mới ngoan chứ Này nhá Em chỉ lỡ lời thôi Thế mà anh đánh em Đúng là chỉ có bắt nạt em là giỏi thôi Không hề Anh yêu em lắm Em có biết em và Diệu giống nhau ở điểm nào không? Nói thử em nghe Bởi vì Anh chỉ muốn uống Vì anh về nước Tôi và mọi người đến sân bay đón cô ấy Sau khi ôm bố mẹ Vì anh quay sang vợ chồng tôi Nhất là lúc chào tôi Tôi thấy cô bé này khá rụt rè Dạ em chào chị Ừ Bay mệt lắm không em? Mon, mau chào cô út đi nào. Cũng không mệt lắm chị ạ. À? Sao chị với cháu không ở nhà mà ra đây đón em làm gì? Ở đây đông đúc cháu lại mệt đi ạ. À? Tôi hơi bất ngờ trước sự thay đổi của cô em chồng nhưng vẫn cười và đáp ngay. Lâu lâu út mới về. Mon muốn ra đón cô út đấy. Thế thì về nhà, út phải có quà to cho Mon mới được. Chúng tôi cùng cười, sau đó lên xe về nhà dọc đường vi anh ngồi cạnh tôi để em ấy bế bồng cháu tôi thấy vi anh cứ nhìn tôi mấy lần sau đó mới ngập ngừng gọi tên tôi chị như ừ chị đây có chuyện gì thế em em xin lỗi chị xin lỗi vì lúc trước em có những lời lẽ khó nghe với chị chị bỏ qua cho em nhé tôi còn chưa kịp phản ứng thì em ấy lại nói luôn lúc trước em có gì sai thì chị Chị thông cảm cho em Có cái gì đâu Toàn là Linh Đan nói với em Rồi cho em xem hình ảnh của chị và người yêu cũ Nó theo dệt những chuyện không hay về chị Nói chị yêu anh Cường vì tài sản Nên em mới tin nó Mà ghét chị Sau này em mới phát giác nó nói dối em nhiều thứ Rồi hại chị xem chút nữa xảy thai Nên em rất hối hận Có lần em gọi cho chị định xin lỗi Nhưng em không đủ can đảm để nói Chị Như Chị tha thứ cho em có được không? Biết sai mà sửa là vô cùng chân quý Huống hồ em cũng bị linh đan qua mặt Bơm đều Nên chị không trách em Chúng ta là người một nhà Dĩ nhiên phải yêu thương và tin tưởng nhau chứ Dạ vâng Em nghe chị dạy Khúc mắc trong lòng đôi bên đều được giải quyết Bố mẹ và chồng tôi rất vui mừng Bởi vì cuối cùng tôi và Vi Anh Cũng thuận hòa bữa tiệc ăn mừng vi anh về nước cũng đặc biệt long trọng và vui vẻ hơn ngày tháng rộng dài cứ như vậy trôi qua hôm nay cuối tuần nên tôi cùng với em bé mon đi sang nhà bố mẹ chồng tôi chơi còn chồng tôi đi công tác vẫn chưa về đang nói chuyện vui vẻ thì ba tôi gọi đến nói con nhi bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tôi nghe như vậy liền giao mon cho mẹ chồng phi đến bệnh viện đến nơi mẹ tôi đang khóc ngất ngưỡng trong lòng ba gọi tên của con Nhi, còn ba tôi thì mắt đỏ hoe. Không biết đi đứng kiểu gì, mà nghe nói bị nặng lắm con ạ. À. Lúc đấy cánh cửa phòng cấp cứu được mở toang, chị y tá vội vã thông báo. Nạn nhân bị mất máu nhiều cần phải truyền máu gấp, nhưng nhóm máu của nạn nhân bệnh viện đang hết, đang chờ bên bệnh viện huyết học cung ứng. Trong thời gian chờ đợi, người nhà truyền ước một ít đi, ai có thể truyền máu được thì đi theo tôi lấy máu. Bà mẹ ai cũng muốn truyền máu nhưng tôi ngăn lại. Bà mẹ tôi đều có tuổi rồi, sức khỏe không tốt nên tôi xung phong truyền máu cho con Nhi. Tùy nó không ưa tôi nhưng tôi không chấp nhất với nó. Nói với người lấy máu cứ lấy bao nhiêu cứ lấy càng nhiều càng tốt bởi vì em gái tôi đang cần. Nhân viên lấy máu nói với tôi. Không phải muốn lấy bao nhiêu là lấy đâu còn phải phụ thuộc vào thể trạng sức khỏe của người hiến máu. Mà tôi thấy cô cũng gầy lấy nhiều làm sao mà được. Tôi gầy nhưng tôi rất khỏe. Chị cứ lấy đi ạ, à, em tôi đang cần. Sau khi hiền máu tôi nhất thời choáng váng nên phải nằm nghỉ ngơi một chút, nhưng không dám nghỉ nhiều, chờ cho ổn định là liền đi xe về khoa cấp cứu xem tình hình con nhi như thế nào. Thế nhưng cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt, mẹ tôi khóc đến sưng mắt lạc cả giọng, ba thì khá hơn một chút, ánh mắt luôn hướng về cánh cửa lạnh lẽo kia, cứ như vậy chờ đợi. Chúng tôi chờ đợi rất lâu mỗi giây phút dài đằng đẵng lê thê chúng tôi chưa bao giờ thấy thời gian lại chậm chạp như vậy cũng chưa từng thấy cánh cửa nào lạnh lẽo như cửa phòng cấp cứu họ hàng biết chuyện kéo đến rất đông cả tân cũng không biết ai nói mà hắn cũng vác mặt đến sao rồi bác sĩ có nói gì không tôi trả lời tân vào mấy tiếng rồi nghe y tá nói mất nhiều máu giời ạ à, đi đứng kiểu gì không biết không biết là có nguy hiểm lắm không Thầy hắn ta Cũng lo lắng cho em gái Đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh cấp cứu Nên tôi mặc kệ Tiếp tục chờ đợi và cầu xin ơn trên Cứu giúp cho con Nhi Thoát khỏi nguy hiểm Bình bình an an Bước ra khỏi căn phòng đáng sợ kia Đồng bốn tiếng cánh cửa kia cũng chịu mở Chúng tôi ủa tới hỏi bác sĩ tình hình con Nhi Một vị bác sĩ lớn tuổi trả lời Bệnh nhân bị thương nặng Bắt rất nhiều máu, may mà được truyền máu kịp thời nên mới thoát khỏi nguy hiểm trong gang tức. Nếu không truyền máu lúc đó, chắc chắn là không cứu được. Vậy bây giờ con gái tôi thế nào rồi thưa bác sĩ? Đã cao cơn nguy kịch nhưng đang còn rất yếu, chúng tôi chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Người nhà đừng lo, bệnh nhân đã qua giai đoạn xấu nhất rồi. Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Mọi người thở phào, chút được nỗi lo lắng trong lòng vì mẹ tôi cũng không được khỏe mấy lại thêm hoảng loạn nên tôi ở lại bệnh viện nhờ mẹ chồng chăm sóc cho mon nghe tôi nhờ mẹ chồng tôi bảo với tôi con cứ yên tâm mà lo cho em gái cứ giao con mon cho mẹ mẹ chăm cho con bé bao lâu mà trả được mà cho mẹ gửi lời hỏi thăm đến em gái của con nhé dạ vâng con thay mặt em gái con cảm ơn mẹ con chào mẹ ừ chào con tắt máy tôi phải kéo mãi ba mẹ mới chịu ăn uống một chút biết là lo cho con Nhi nhưng không thể nào vì lo lắng mà không màng đến sức khỏe của bản thân nhỡ như một trong hai người lại đổ bệnh thì ai chăm sóc cho Nhi tôi phải nói đến lần thứ ba thì ba mẹ tôi mới chịu cầm đũa mấy ngày con Nhi nằm viện ngày nào Tân cũng đến tôi thấy rất lạ vì tự dưng tại sao hắn lại tốt như vậy sao thế mặt trời mọc ở đằng tây à mà có người đổi tính đổi nếp ngày nào cũng đến thăm em gái tôi. Hay là anh hối hận? Hối hận cái gì mà hối hận? Tôi... tôi có làm cái gì mà hối hận? Tôi hỏi một câu bình thường, vậy mà mặt của hắn lại tái mét, giọng ấp a ấp úng. Nhìn biểu hiện bất thường của Tân, tôi bắt đầu nghi ngờ. Tiến thêm một bước, tôi nhìn thẳng vào mắt Tân tra hỏi. Anh có liên quan đến vụ tai nạn của con Nhi có đúng không? Làm gì cấy, cái... có, không có, tôi tôi không có tôi có việc tôi đi trước đây này anh đứng lại ngay tôi chụp tay của tân hỏi cho ra nhẽ cuối cùng trước sự trao hỏi của tôi tân thừa nhận là hắn có chút bia nên gọi con nhi đến chỗ hắn thấy con nhi chưa đến nên hắn có gọi thêm một lần để giục con nhi đến nhanh không ngờ con nhi lại gặp tai nạn vẫn biết em gái tôi ngu ngốc nhưng mà tên khốn này cũng không tránh khỏi tội tôi chửi nó khốn kiếp thật nếu anh không yêu nó anh gọi nó làm gì anh làm ơn buông tha cho em gái tôi đi về sau có cho vàng tôi cũng không bao giờ gọi tôi bực bội đi chỗ khác hắn ta cứ làng vàng một lúc thì cũng mất hút sau những ngày điều trị tại bệnh viện con nhi cũng được cho xuất viện tôi và cường lái xe đến đón nó về họ hàng đến thăm non rất nhiều bố mẹ chồng tôi cũng đến khi mọi người về hết trong nhà chỉ còn ba mẹ và hai vợ chồng tôi thì con nhi đột nhiên cầm tay tôi chị như em có chuyện muốn nói với chị có chuyện gì thế em cảm ơn chị bởi vì chị đã truyền máu cho em tưởng chuyện gì điều đó là hiển nhiên không lẽ chị đứng trơ mắt nhìn em gặp nguy hiểm à em nghe nói chị luôn miệng bảo nhân viên lấy máu nhiều nhất có thể để truyền cho em nhờ vậy em mới sống chị à em xin lỗi vì lâu nay luôn chống đối chị còn làm chuyện sai trái với chị em thôi chuyện qua rồi chị không trách em nữa bây giờ cố gắng tịnh dưỡng cho khỏe đi nhé chị không muốn biết vì sao trước giờ em luôn chống đối chị sao ừ bây giờ nói chị nghe xem nào bởi vì em ganh tị với chị chị xinh đẹp hỏng giỏi luôn là tâm điểm của mọi người bây giờ em mới hiểu không ai tốt với em bằng gia đình chị như chị tha thứ cho em nhé tôi gật đầu đặt tay mình lên tay em gái dĩ nhiên rồi bởi vì em là em gái của chị cảm ơn chị mi mắt hai chị em đều đỏ đối đầu bao nhiêu năm cuối cùng cũng hàn gắn chúng tôi lại hòa thuận với nhau Khỏi phải nói ba mẹ tôi vui đến mức độ nào Ai cũng rưng rưng nước mắt Mừng cho chị em tôi hòa hợp thuận thảo Không cãi vã ghét bỏ nhau Tôi biết cuộc đời còn dài Còn nhiều sóng gió chắc chờ Tôi không mong một đời yên bình phẳng lặng Chỉ mong sau tất cả những thăng trầm Thì những người thân yêu Vẫn luôn sát cánh bên nhau Đáng cay ngọt bùi cùng nhau chia sớt Và hơn hết Tôi mong cho tình yêu của tôi và Cường Vững bền theo năm tháng dù cãi nhau mắng nhau Nhưng không phụ nhau Cùng nhau cầm tay đi đến cuối cuộc đời Vĩnh viễn không biệt không ly Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 10 của câu chuyện Em cướp chồng chị Một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành Cùng với Tâm An trong câu chuyện này Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe Tập 10 của câu chuyện lắng nghe cái kết của câu chuyện này. Tâm An cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc, bởi vì đến cuối cùng thì những người à, lòng có lòng tốt, những người đến với nhau bằng một trái tim yêu thương cuối cùng cũng được hạnh phúc. Giống như cô gái tiên như trong câu chuyện này, rõ ràng cô ấy là một người mạnh mẽ nhưng lại có lúc vô cùng yếu đuối và thật may mắn bởi vì người có thể chịu đựng được sự um, bướng bỉnh của cô ấy lại chính là người có thể thấu hiểu được sự yếu đuối của cô ấy và một người đàn ông như Cường đây chắc hẳn đã khiến cho chúng ta thầm mong ước có được một người đàn ông như vậy đúng không ạ? Và không biết quý vị sau khi lắng nghe xong bộ truyện này có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An xin hẹn gặp lại quý vị vào những bộ truyện tiếp theo vào 20 giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện là vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon xin chào và hẹn gặp lại